Con chim bìm bịp đã phát hiện ra một con rắn lục trong hang. Rắn lục là loài rắn có khả năng tấn công rất nhanh và nguy hiểm. Tuy nhiên, con chim bìm bịp đã không hề sợ hãi. Nó lao vào tấn công con rắn, mổ tới tấp vào đầu và cổ con rắn. Rắn lục là loài rắn có đầu nhỏ và cổ dài. Điều này khiến cho chúng khó có thể tấn công lại con chim bìm bịp. Con chim bìm bịp đã tận dụng lợi thế này để tấn công con rắn.